lướt sàn FVC, mua bán sinh vật cảnh trong tầm tay. Sàn FVC, mua dễ dàng, bán nhanh gọn. Xin chào cả nhà. Sang Phù Đồng giao một số cái cây, nhân tiện chia sẻ cả nhà luôn cái vườn cây của bác ấy. Hay thật đấy, cây anh cũng còn rất là nhiều nhưng mà vẫn đấu giá cây trên sàn. Này thì anh ấy đấu một cái cây xưa, một cây sung, một cây xanh bé bé. Đã cùng soi cái đồ của bác Hoàng Hiệp nhé. YC rất là đẹp quá. Để xem mấy cây này cũng đương đại này, là nhũn rất là hay. Anh ấy cũng kêu là vẫn giao lưu thường xuyên. Đấy. Ôi, cây già lắm. Đây, cột nhũn nhũn đứng đại này. Rất là nhiều cây đẹp. Ôi, cây này có cái bộ đế hát này. Đây là một cái cây lối cổ nguyên bản, vườn chật ơi là chật luôn, quá nhiều cây. Ngắm lại cây này một chút, xếp san sát luôn. Wow. Trực này. Cây san sát anh ạ. Nhiều quá. Nhưng mà anh nuôi cũng già đấy nhỉ, cây cũng được được tem ở đây nuôi tem đẹp quá, cây già mà phát triển rất là tốt, khỏe. Giờ tôi quan sát thì chủ yếu là anh trồng bằng cây huyền này đẹp này, cây này của anh ấy đẹp thật đấy, hay quá đẹp nhá. Rất đẹp luôn. Cái huyền trồng trong một cái chậu quạt to. Cực phiêu. Nó đang vướng cái xe, nó không quay được hết. Rất tuyệt vời. May về được ra một cái cây lại được ngắm cả một cái vườn cây, cái sân cây đúng hơn. Anh Hoàng Nghiệp rất là đam mê. Đây, cốt này Nam Điền nhé. Tuyệt đẹp luôn, rất già là khô đanh. Cái này về chinh phục hay này. À, xem cây sung. Anh nhìn cây sung này được không? Cây sung quá được. Anh thích nhưng mà anh thích bên kia một đôi nhưng mà chắc là nó quá mẹ mất 10.000 nên là đẹp đấy. Hỏng mất. Dạ em bảo đẹp là đẹp mà. Dạ.
chạy đẹp đấy. Cái kia thì nó lại trôi về Hà Nam anh ạ. Ờ không, thì cái đấy có 10.000 thì mình chốt bán 2 triệu. 2 triệu 10.000 đúng rồi. Chốt 2 triệu 10.000. Cùng là mỗi cây giờ lại số phận nó khác nhau. Ờ không, tính thì anh thích có một đôi chậu này này. Vâng. Nó cũng đấy thì nó cũng mình cũng thích. Cái cây kia vào công an phường Quang Trung. Anh ạ. Đúng rồi. Cậu công an cậu chơi. Vâng. Thế thì cây này nó mới cao tiền hơn. Các anh nhìn thì quá tinh rồi. Ê. Ok. Thăm bác em một chút. Lần đầu gặp gỡ, giao lưu. Sau lại đến chơi tiếp. Tạm biệt cả nhà.